vô con chịu. Bởi bà nói tội, bà nói như vậy, tội nghiệp anh Tường này. Nó có ăn uống gì nó cũng lo lấy gì cho tụi bay, rồi tao cũng nói nó mới dám nói chứ. Mà nói không có lợi đó. Thì nhảy nói theo con vô quay chửi nói theo anh con. Quá trời, nói theo con đi đòi mở mà đâu đòi có mướn ấy làm YouTuber muốn làm gì làm. Mấy nói theo con nhà báo là có không nói dùm cho nó văn chương gì muốn nói sao nói, không có nói dùm cho nó, nó ra trên máy trên nó cũng tố cáo bà máy trên nói theo con không nói cho nó. Trời chị, ơi bà ở cửa giữa giờ bà biết sao vậy trời. Chị ngu dốt chị không biết nói, còn em Tường có văn chương muốn nói sao nói. Nói có văn chương hay là không văn chương hay là nói kiểu gì cũng là trên sự thật. Chứ có đâu mà hả con nói có không có mà nói có là sao được em. Chị muốn nói sao chị nói, nhưng mà đã bước chân vô nhà bà trước tiên là phải tôn trọng người nhà. Nói chuyện gì á, đúng sai gì đó thì chị cũng phải nói từ từ, chứ có đâu mà chị la làng la xóm người ta súng lại người ta coi vậy không? Mất mặt thấy ghê không? Thôi, bà buồn từ ngày đó tới giờ không có ai, bây giờ không cho thằng sĩ vô làm. Nó nhà nó bắt cá mắm còn ăn hết, nó trồng cây ăn trái, nó làm đủ thứ. Thấy nó bệnh hoạn vậy cái mới đi hỏi người trên kia cho đem vô cho nó mà. Rồi người ta mới đầu bà đi hỏi, người ta cũng sợ nó mà không có được. Cậy một người vô có thân nhân nó, giờ nó làm được qua bên cái ngày đó, bên mai gió sách rồi. Ta mới đem vô và dần dụng cho nó 3 năm trời, nó những đó những khác. Không bà không dám đấy. Nó cũng có xuất ra số tiền nhỏ nhỏ. Yeah. Còn thiếu điện nước là nó đưa à, con phụ nó phụ với nó mua đồ ăn chút chút vậy. Còn bà cũng mua, bà có tiền lương ổng bà mua ăn chứ không bắt nó chịu. Yeah. Mà giờ sao mà lấy tiền nó mà đắp vô đây được. Không có lấy được. Của nó là để nó không có lấy. Vậy đi. Chứ nói vậy mà nói sao mà được, bữa bà cũng không có tính tới. Không có. Bây cái giờ bà yên tâm đi. Bà làm sao làm? Bà yên tâm đi, tại vì cái nhà của ông chú Mừng á, là con cũng không có đồng ý làm ngay từ đầu rồi. Ngay từ đầu á, cái hồi chị em còn làm á, là chị có hỏi con á, giờ có cô Kim gì đó cho tiền à, để làm cái nhà này. Thì để xíu nữa thì con sẽ qua quay cái nhà đó cho quý diễn giả biết luôn à, làm cái nhà này cho chú Mừng. Thì con không có đồng ý ngay từ đó. Rồi chị cũng đi kêu gọi những cái mạnh thường quân mà thông qua cái kênh của con á, có liên lạc đặt sầu riêng này kia đó, để xin thêm để làm cho bằng được. Nhưng mà mạnh thường quân đó người ta cũng gọi trực tiếp cho con hỏi ý kiến con, hỏi là có nên làm không, con trả lời thẳng luôn là không có nên làm. Rồi thì chị cũng không biết bằng cách nào đó chị cũng ráng chị làm cho bằng được. Thì cái đó là chuyện của chị, chú Mừng cũng đâu có ép được chị đâu. Chú Mừng không lẽ giờ chú Mừng nói là giờ hả cô phải làm cái cho tôi cái nhà đó hả? Không có cái chuyện đó. Không, Mừng nó một hai ép ba mà cái nhà với nhìn lỗ nợ ra, rút tiền trong ngân hàng ra đắp vô. Lấy bốn cái vàng em đắp vô. Mà cái vàng của em sao lấy đắp vô nó được? Là ai nói cái đó? Mà lo nó. À, không được. Giờ anh nói rồi, cái tiền 40 triệu là em là anh đang giữ và anh sẽ giữ rất là kỹ, rất là chặt. Riêng mà để mà xài vô những cái chuyện mà không có liên quan tới em, tới Dũng á, là anh không có lấy ra đâu. Ví dụ sau này mà có hữu sự gì á trong gia đình thì có thể mà cần cái khoản tiền lớn lớn xíu thì anh có thể lấy ra, nhưng mà giờ mà để mà đắp vô cái nhà đó thì chắc chắn anh sẽ không có rút. Nó nói vậy chứ không có lấy đã tiền, nó đưa nó trả hết mình nắm rồi đâu có đưa gì nữa. Nhưng mà nó nói lúc trước nó tính như vậy đó, bữa nó vô đây nó cũng nói như vậy, mình mới nói trong bụng chứ không có trả lời nhiều. Mình buồn quá rồi, quá trời buồn rồi, thấy dạ. Thảm luôn, không có nói gì trả lời lại. Bữa nay nó nói thiệu trả lời cho con, chứ không phải là bây giờ mà nó nói cho lúc bữa vô trả đó. Nó tính trước mình như vậy đó, rồi vô đó nó cũng nói ra một câu vậy luôn. Mình nói trong bụng trời đó, cái đó có được. Tôi mà tôi còn không lấy của nó mà đắp vô mà nhà cho mình, đâu có chuyện đó đâu, không có đâu. Nói trong bụng thôi, chứ nói ra bữa nay nó nói thì mà không đủ, không đủ thì thôi chứ. Trời ơi, nhân hoa bằng nhà bằng cửa mà nó lấy chỗ này đắp chỗ kia. Dạ. Được, đâu có được. Về chị ban đầu á, chị nói là cái nhà đó là hết 60 mấy triệu ha bà. Nó 7 mấy triệu. 7 mấy triệu. Ừ. 7 mấy triệu là giờ chị còn thiếu, hôm bữa mà nói trong video của chị là cũng 40-50 triệu gì đó. Ừ. Nhưng mà trước đó là con nghe nói là cô Kim là cô đã gửi về 50 triệu rồi mà, cho 50 triệu rồi mà. Cô Kim mà cái nhà đó nó nói luôn. Dạ. Sao Kim tô tô mình cũng kêu bắt buộc cái tô tô thắng viên. Dạ. Rồi cái nó cho cái phân nửa tiền.
Tôi nói thôi nào có tiền tôi, nói cái gì đâu ra, tôi nói giờ cũng thôi, ai cũng chị em con cháu mình cũng không bỏ ai cho. Mà cho gia đình mình thấy mình cũng khổ rồi. Con cũng vậy, ai cũng vậy hết. Nó nói ông mừng đưa với tôi, tôi mà đưa tiền có phân nữa à. Nó trời phân nữa rồi lấy đâu, nó chạy nó tôi rồi. Nó nói nó mần nhà như chuồng heo chuồng chó. Đúng rồi, có cái vụ mà nhà chuồng heo chuồng chó con nói lại vậy nè bà. Là hôm bữa chị đang livestream. Bữa đang livestream á, cái có chị Phụng lên. Chị nói là đó chị Phụng con Phụng nó nói là nhà như chuồng heo. Cái chị Phụng comment lên nói liền, nói là em không có nói nhà chú Mừng như chuồng heo bao giờ nhé chị. Cái chị mới nhắn tin riêng cho chị Phụng. Là nói là chị nói là chị Phụng làm mít chứ không nói em. Nghĩa là có một cái Phụng nào làm mít á ở ngoài chị á mới nói là nhà chú Mừng giống chuồng heo chứ không phải chị Phụng mình. Bà coi ha, nghe nổi không, có một Phụng làm mít nào mà vô tới đây mà để nhận xét cái nhà của chú Mừng vậy bà? Anh không nói có, anh gian nói dối gì mà sao mà được, có sao nói vậy, nói là phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình chứ không có vậy được. Thì con cũng nói với bà vậy nè, con đã dặn xung quanh đây rồi, khi nào mà chị vô đây mà quậy tưng bừng lên á là có người gọi công an xã ấp vô đây liền, chứ không có cái chuyện mà vô mà quậy quạng ở trong nhà người khác như vậy. Vô thì không có vô nữa rồi, nhưng mà bữa đó có nói, nó nói là chưa có em, chưa có em thì thách chị làm được cái gì đó thì tiền bạc thiếu làm gì làm, còn riêng vô nhà bà là không có được rồi. Thì nói như mình làm còn riêng bà ba không có dính gì đó, thôi giờ nay cũng yên chuyện vậy. Dạ thì nay bà để con lên đây cho bà an tâm một cái là con không có giận hơn gì bà hết trơn á. Tại vì con biết á, lúc mà chị livestream mà chị nói càn vậy đó là bà không có xen vô được một câu nào hết trơn á. Bà có nói hai ba lần vậy đó rồi thôi, bà không nói, bà buồn rồi xuống thâm thẳm tới nay luôn. Dạ. Đêm ngày bà ngủ được, bà tức tối quá trời đi. Rồi như nay là ngủ được chưa? Xong bữa nay gặp con ngủ được chưa? Thì có thấy con không có giận bà ba, bà tính biểu sĩ có tiền mà điện anh Trường mà ta nói anh tiền mà anh Trường mà anh Tiến nó có ăn uống gì mà giờ nó chịu tiếng này tiếng kia, nó cũng giúp cho gia đình mình quá nhiều đủ mọi thứ rồi. Thời gian này còn một chút xíu nữa mà giờ nó mang tiếng với lại nó bị nặng bị nhẹ vậy, nó có ăn đồng bạc mà trong này không? Cái anh sĩ nói con chưa nạp tiền, cái ngày qua nạp rồi cái nó cũng bệnh sụn tới luôn rồi, qua không kêu nó điện con. Thôi giờ con không buồn vui gì bà ba, con không có, bà không bỏ con mà cũng không bỏ ai, bà ở cửa giữa thấy sao nó vậy. Giờ bà chỉ cái lời của đây với bà hai đàn nói tới nó luôn là ý bà không có chịu rồi, thôi bây giờ cũng người bớt lại một chút, cũng không ai nói ai làm chi, mà con cũng vậy, giờ nghĩ bà ba thôi đi. Bây giờ nó có nói gì nó nói, bỏ đi cũng tại nhà bà ba, tại gia đình bà, mà cho nên hai bên mới có buồn vui với nhau, chứ đâu có ăn uống gì trong đó đâu. Con nói với bà ba bỏ qua đi thôi, cái đó cũng tại nơi cái gia đình của bà đó. Con nói bà không có liên quan gì tới nhà bà ở trong đây hết trơn á. Tại vì nói lên đây nè. Không, cái chuyện này chỉ là giọt nước tràn ly thôi. Con quay rồi nó biết không, không. Nó nói nặng nhẹ con nè. Con nói bà ba nè, đây là một cái giọt nước tràn ly giữa con với chị thôi. Còn chị với con chắc chắn sẽ không đi được với nhau lâu. Và bà biết rồi, cái chuyện chị em lục đục với nhau là từ chuyện ông Năm Đương, chứ không phải không liên quan gì tới bà. Nên là bà cũng đừng có suy nghĩ là do gia đình bà, không có. Tại ba cái này nè. Không, không có tại gia đình bà, không có gì hết trơn á. Là do chị con mới bị. Không, bà cũng đừng có suy nghĩ là do gia đình bà. Tội nghiệp con. Còn mấy cái chuyện kia thì bà không có dính gì vô đó. Con lo, con giúp, ai giúp. Giúp cho tụi nó thì ai cũng mừng, bà cũng mừng cho nó có chỗ nơi, chỗ nó ở. Còn có liên quan là có ba cái vụ có tiền con sĩ. Mà con phải chịu tiếng này tiếng kia. Giờ ai thấy người ta cũng buồn, người ta cũng tức, cũng đau thương. Không, cái chuyện đòi tiền cho sĩ thì chắc chắn. Nói này nói kia. Chắc chắn giờ mà ví dụ như quay lại là con vẫn tiếp tục con đòi. Nếu như chị thiếu là của sĩ là tiếp tục con đòi. Chứ không phải là giờ con mới nghĩ là biết vậy con không đòi, không có. Nếu mà giờ chị tiếp tục thiếu tiền của sĩ, con vẫn đứng ra con lên video con đòi đàng hoàng. Chứ đâu có mà cái nhân vật mình đi giúp mà tự nhiên quay qua mượn tiền rồi chơi kiểu đó được, đâu có được. Rồi đưa cái chuyện mà nuôi nấng ra kẻ công không được. Đâu có ai ép buộc gì chị nuôi. Đúng rồi, đâu phải bắt chị Loan nuôi. Chị Loan kể lễ nói là nuôi cực khổ, không ai cho đồng bạc. Đâu phải tự nhiên em ra ngoài nhà chị Loan để bắt chị Loan nuôi đâu. Chị Loan tự rút ra rồi
kể lễ chửi bới đủ thứ hết, nuôi cực khổ không ai cho đồng bạc, dẫn đi ăn sáng không dưới 100 ngàn, hồi nào không dưới 100 ngàn, lâu mới đi ăn một lần, mà một lần là có 20 ngàn, tôi cũng nhiều ha, bánh canh thôi. Mà bữa kia nghe bò nó kêu là dẫn em đi thường xuyên luôn nè. À, có cái cô bò á, cô bò á, cô kêu là dẫn em đi thường xuyên. Lâu lâu mới đi một lần, không có. Đó, nói chung là cô bò này riết thì cô cũng thấy cô cũng có vấn đề lắm rồi đó. Rồi mới ra chửi biết bao nhiêu chửi, đó con chuột chồng gì lon chửi, mày vua chúa gì xúc cơm dưng cơm giờ nước sẵn cho mày ăn. Trời đất ơi, ai bắt xúc đâu mà tự xúc là chửi. Mà con cháu nhà này nó bệnh lâu rồi, một đứa bệnh Tết này 14 năm, 8 tháng luôn, gần 15 năm mà ai nuôi. Trường sĩ mới tiếp tục bệnh năm ngoái này. Mà đây thì ai cố vô giúp nuôi giùm. Con nói cho bà vậy nè. Rồi bây giờ có tụi con vô thì bà đỡ. Cực hơn chút xíu thôi. Nhưng mà thật ra nếu không có tụi con thì bà cũng đứng nào bà nuôi bà chăm vậy. Nên là tụi con cũng không có đề cao gì cái việc mà tụi con vô thì bà được này được kia hết trơn á. Chẳng qua là vô thì nhà cửa được sạch sẽ hơn chút xíu, bà cũng đỡ cực hơn chút xíu, với có người này người kia hỏi thăm bà cũng không có. Dạ, bà cũng có cái niềm vui phải không? Chứ đâu có phải mà cái, làm hết cái công việc cho bà thì gánh cho bà từ trước tới giờ đâu mà kể làm chi. Bà hỏi con với bà cũng mừng, ai cũng mừng. Vô được giúp đỡ cho hai đứa này, thằng sĩ này nó mới bệnh rồi, mỗi lần nó bệnh thận hồi nhỏ nó cũng chạy cho nó cũng hết đi rồi nó mới đi làm được 3 năm trời được một chút tiền đó. Dạ. Thằng sĩ nó bệnh lâu, Dũng nó bệnh lâu rồi thì giờ coi như nó bị mang tật. Nó mang một chứng bệnh ngặt nghèo không thể trị được. Là tới trên thì còn thành phố xuống khám nó phải uống thuốc suốt đời là bà ba muỗng từ trăm đúng không? Nói là già bệnh gì sao suốt đời ai lấy thuốc cho nó, tới bây giờ tụi con nhả vô giúp thì bà mừng mà đâu nói gì, còn nó cũng vô đó nó giúp thì thôi giúp, giờ thì giúp chứ giờ bởi bà cũng nói đây không có nói lén, nói ngay luôn. Yeah. Giờ giúp không có tính công. Yeah. Nếu giúp mà tính công vậy rồi ai lấy đâu mà trả? Yeah. Công cán nó quá nhiều sao trả được? Yeah. Nó vô nó còn nói câu không biết ai nói cho bà ba, nó nói giúp người mà sao không mệt, không tốn kém. Tôi nuôi tụi nó tôi có cho ăn cám được không? Con cháu bà nuôi bắt nó nuôi mà cho ăn cám, bà biểu cứ đem cho vô nó không đem. Kỳ hết bệnh rồi đó, con với bà Phụng lên đây quay nó thôi, giờ tụi nó bớt đem đưa ra lại, con nhớ không? Cũng người này nó dày kia nó khác rồi, con cũng bữa con cũng giận. À, cãi bữa tôi lan với nó cãi cái vụ mà thằng Mừng biểu gì đây nè. Không ấy thì nó biểu trả nhà cửa trả tiền xe lại hết đó. Oh. Rồi thằng Mừng mới xích gói xích đồ hầm hù bữa nó lan nói với bà Lan cãi. Rồi mấy bữa sau con mới đưa với Phụng đem vô là sĩ Dũng về đấy. Rồi sau Mừng mới đem gửi nữa, Mừng với người ta gửi nữa. Chứ bà có bắt nuôi hoài đâu trường. Trời ơi bà biết. Kêu thôi giờ đưa về cho tụi nó về, không đưa nó để ở đó. Yeah. Trị bệnh chứ bà có bắt nó nuôi đâu mà cho ăn cám, ăn cứt, ăn này, ăn kia, ăn nọ. Trời ơi, bà đã cố vô nó tay mặt nuôi tụi nó đâu có cho ăn cám được. Trời ơi, con đi làm mà con nói chi câu nặng nề vậy. Nó trẻ mồ côi. Yeah. Ở đây cả làng, cả tỉnh cũng giúp nuôi từ đó. Giờ nó phải nói mới bệnh thằng sĩ mới đây chứ Dũng không quá lâu rồi. Yeah. Mà nó còn nói câu bà rất đau thương. Mà kêu đem vô cũng đem. Nuôi tụi nó còn cho ăn cám được không? Heo cái gì cho ăn cám? Tụi nó mẹ nó chết rồi, sĩ mới đẻ ra mà còn chưa có ăn cám mà người ta còn giúp chú. Nước cơm, nước đường cha nuôi qua ấy, rồi bà nuôi tới bây giờ rồi gắp nhau mà nuôi. Ăn cám gì? Heo, trâu gì ăn cám? Bà cũng còn không nói, trời ơi, bà ơi, thôi đi con ơi, thôi bỏ. Quá. Nói vậy mà nói được luôn. Quá. Trời ơi, ông chú Mừng sáng sớm nó xỉn rồi trời. Làm sao đi liễn xiển vậy? Cúng. Thôi vậy không nha, đi ra đi ông nội, lưu ra. Cúng lưu ra. Này mới sửa tóc cho nó đó ông. Sạch sẽ đẹp trai. Sửa lại cái đẹp không? Hết rồi. Nhưng mà chưa kỹ bị gì nó nằm rồi nay hết thở hết lại đó.
Rồi Dũng có ý kiến gì nữa không nè, để anh quay cái nữa để anh đi làm nè. Thôi giờ bà ba nói vậy, nói bà có nhiều nói nhiều. Dạ. Thôi không trước sau. Tí nhớ gần ngày. Rồi con nói cho bà vậy để bà an tâm ha, là tụi con cũng không có giận hờn gì hết trơn á, chuyện chị em thì chị em giải quyết. Chứ hai nữa là con cũng nói với bà với chú Mừng luôn là nhà của mình là cái nơi cái chốn riêng tư của mình, đừng có để người khác vô rồi la ó tùm lum rồi hàng xóm người ta thấy cũng kỳ. Con thấy bữa vô mà la hét cái kiểu đó mà con coi trên livestream con coi được chút xíu à, rồi chị nói tục nói tiểu quá thì con cũng con không hết coi luôn. Thôi giờ vậy, giờ trước sau con cũng giúp, cũng nhờ con rồi nhờ mấy người kia, nó nói chung không có quên ơn ai nhưng mà trả ơn không có được. Thôi để người khác trả ơn cho con với mấy với cô nói cô Loan đi, rồi thằng Diệp nữa, rồi ai nữa, giờ nó còn ai nữa giờ quên rồi. Bà cũng không có quên đâu mà có thể quên mà không trả ơn được. Giờ bà cũng mừng, thôi giờ con trước sau vậy, con thương tụi nó, con giúp con lo từ đầu tới cuối, không có biết giận bất hờn mà ba mà nay xảy ra cái chuyện có chút của thằng chị đó. Mà giờ con cũng chịu tiếng này tiếng kia thôi, con cũng bỏ qua đi. Con không có buồn vui gì bà ba, còn bà ba có khi nói cũng sơ xúc cũng lẫn lộn như cái tiếng nói mà thôi giờ được, thôi tại quay đó. Cứ nó nói vậy hoài, bà ba cũng có nói tiếng chứ bà ba đòi nói ba lần mà nói mấy lần mà cũng nói rồi thôi chứ không có nói được. Thì con buồn rồi. Cũng như gia đình không ai đòi mà con đòi vậy, con phải chịu chịu cái tiếng nặng nhẹ của bà kia, bà lớn tiếng, bà lớn tiếng tiếng này tiếng nọ vậy. Thôi giờ con cũng bỏ qua cho bà đi, bởi vì cái chuyện của gia đình cũng mắc ở đây, con mới có dính vô đó chứ con làm gì cũng dính. Con cho ai là con cho rồi thôi, là rút chân ra chứ đâu có mà như mà lo cái gia đình này từ đầu tới cuối tới ngày nay. Ta cho rồi là ta ra liền, bây giờ họ cũng từ thiện nước trong nước ngoài họ cũng cho, mà cho một chén hai chén là ra liền, không có dính dưới, không có lo. Nhưng mà tụi con như con vậy, bà ba cũng biết chứ đâu phải không biết, nhưng mà con cái bà ba già lẫn lộn, con cái cũng có nhớ. Từ cái bữa đó rồi nhớ vậy. Vậy đi, thôi giờ con cũng vậy, con nghĩ thương bà với thương mấy đứa em mà thôi, giờ không buồn vui gì chứ. Tại kệ đi, giờ ai nói sao nói, còn bà ba nói sao là nhớ y lời như vậy. Ý bà ba nói là con giận từ nay tới Tết con không nên lớn tiếng nặng lời mà. Ý nói vậy đó. Mà phải con ăn trong đó ha, mà con bị dướng vô trong cái tiếng này tiếng nọ, phải không? Bởi bà cũng nói hoài với thằng Dũng như vậy đó, chứ phải bà không nói đâu. Mà giờ nói được cái gì nó cũng đã, cái gì muốn nói cũng đã nói hết rồi. Còn gì nữa mà lấy trở lại được thì thôi giờ vậy đi, bà ba nói con vậy. Bởi con không biết, ai cũng nói trên đời ai cũng nói là mình giỏi, mình hay, mình đại tài, mình đại học, mình người kỹ sư, rốt cuộc mình biết cạn đề mới biết cá lóc ở trên. Nói con vậy, cạn đề mới biết cá lóc ở trên, chứ nước cũng không biết cá với cá gì. Thôi Dũng, Dũng nhìn anh đắm đuối dữ vậy Dũng. Hả? Okay, nhìn đó. Nhìn anh là nhìn ghét hay là nhìn yêu thương, nói anh nghe coi. Có, bình thường. Sao mà nhìn anh có vẻ ghét ghét vậy ta? Hả? Không có. Anh cắt tóc, anh cắt tóc đẹp vậy mà. Đây này có diễn giả cái áo này thôi. Hồi hôm bữa là từng in từng với lại các anh chị á gom tiền lại đặt chị Phụng, anh Linh vậy. Đợt đó có chị Loan nữa, đặt cho mấy cô chú trong bệnh viện tinh thần á, một đống áo này luôn á. Dạ, áo này là áo giờ nó bận áo đỏ, cái đó áo đỏ con có mua không? Áo đỏ hả? Ừ, áo đỏ chắc mà. Áo đỏ hình như là cũng in lâu lâu rồi, hồi phát gạo hả gì đó. Áo này dài với nó mới, áo nãy nó mới thay ra. Dạ. Còn mấy cái kia cái đó dài chậm. Dạ. Rồi thôi chắc Trường xin kết thúc video ở đây quý vị khán giả. Thì chủ yếu bữa nay lên là để Trừng thông báo cho quý vị khán giả là tiền vàng của em Sĩ là đã xong rồi, thì chị cũng đã trả cho em hết tên rồi quý vị khán giả ha. Thì nói chung cũng có chuyện này chuyện kia chị lên trả nhưng mà chị cũng không có được vui, nên là có chị em lại tiếp tục có những cái không, Trường thì Trường không có nói, bữa giờ Trường chưa không có nói gì chị hết trơn á, mà kể cả các cái video trước Trường cũng không có nặng nhẹ chị một lời. Nhưng mà đợt rồi chị lên chị livestream chị chửi Trường quá trời luôn, ở đây làng xóm xung quanh đây người ta tập trung tới người ta coi nữa, mất mặt hết sức. Thì cái hoàn cảnh của Dũng Sĩ với bà ba thì như quý vị khán giả coi thì trước giờ thì đã biết rồi, hai em thì bị mồ côi mẹ, cha ba Mừng á thì ổng cũng
Nói chung cũng không có được tận tâm với hai em lắm, thì chỉ có bà nội là chăm hai em từ nhỏ tới giờ thôi. Hồi mẹ của hai em mất là Sĩ mới có 4 tháng à. Ủa, Sĩ 4 tháng hay 4 tuổi ta bà ba? 4 tháng rồi thôi. À, hồi mẹ của Sĩ mất là Sĩ mới có 4 tháng, còn Nó Dũng cũng thì nhỏ mà không không cũng không còn có nhỏ gì lắm. xíu, mấy tuổi? 4 tuổi. Đó, mà bà nội nuôi cho tới giờ, nhưng mà hai em thì cũng không có được khỏe mạnh giống như người ta. Sĩ thì bị thận ngay từ nhỏ, rồi cũng chạy chữa rồi đồ này kia cũng dữ lắm. Rồi còn Dũng thì bị học cho tới năm lớp 6 lớp 7 gì đó thì phát bệnh tâm thần cho tới giờ là y sinh năm 90. Thì năm nay là 31 tuổi rồi. Còn Sĩ thì Sĩ bị trầm cảm cách đây 2 năm quý vị khán giả. Đó, trong nhà lẽ ra mà hai thanh niên này mà khỏe mạnh bình thường thì bà ba cũng đỡ biết bao nhiêu. Nhưng mà giờ hai em vậy rồi thì giờ cũng được mạnh thường quân thương rồi giúp đỡ trong cái thời gian qua, thì hai em cũng được một cái căn nhà cho Sĩ, rồi sơn sửa lại cái nhà cho bà, làm lại cái trái nhà cho bà ba. Đó, còn phần bên kia thì cái nhà bên kia thì của ông chú Mừng. Hồi trước là nhà cũng sập xệ lắm, mà sau đó thì có cô Kim ở bên bên nước Mỹ á, thông qua bên chị Loan á, làm cho chú được cái căn nhà đó. Nhưng mà cái nhà đó thì nó cũng đang có vấn đề về tiền bạc gì đó, thì xíu nữa Trường sẽ nói chuyện riêng với chú Mừng về cái vấn đề này. Rồi thôi, chắc Trường xin kết thúc video ở đây. Một lần nữa Trường cảm ơn các mạnh thường quân, các quý khán giả đã theo dõi cái kênh của Trường, cũng như là chung tay với Trường giúp đỡ các cái hoàn cảnh khó khăn trong thời gian qua ha. Rồi Trường xin kết thúc video ở đây. Tạm biệt quý vị khán giả.